trời đất ơi, tôi nói rồi ông rửa sạch tôi biết rồi mà ông cứ đưa anh khoe hoài. Xin chào anh em, hôm nay Nhật lại gửi đến anh em một cái clip vệ sinh nồi video mà anh khách anh đi hơn sau 6.000 cây. Thì trời ơi, cái vụ mà vệ sinh nồi giá 100.000, coi thử của mình bên mình sẽ làm được những gì, anh em theo chân mình ha. Thì đầu tiên anh thợ anh tháo hết cái bộ nồi ra từng chi tiết, chưa có gì tháo ra là thấy bụi cỡ như vậy rồi. Để kiểm tra hết cái chi tiết của bộ nồi, thì ngoài ra cái dịch vụ vệ sinh nồi giá 100.000 này á, thì anh em có thể áp dụng luôn cái gói bảo dưỡng đang giảm giá 50% dành xe tay ga, chỉ còn 150 thôi, thì mình sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ xe luôn cho nó an tâm hơn ha. Thì những cái phần mà kiểm tra nồi này á, là mình sẽ kiểm tra từng chi tiết xem có độ hao mòn hay không, cái phần nào mà đang xài ok á, còn đẹp thì mình chỉ cần vệ sinh lại để giữ lại cho khách. Giống như anh em đang thấy thì anh thợ ảnh tháo hết những cái chi tiết, kiểm tra từng cái thao tác kiểm tra của ảnh để biết được cái bộ nồi mình có hao mòn hay không đúng cái thực. Bộ nồi trước nồi sau mình kiểm tra thấy như vậy là ok nè. Nó thì mình chỉ cần bây giờ mình đi vệ sinh xịt bụi rồi thôi. Đây là cái công đoạn mà xịt bụi, xịt cho nó sạch sẽ hết các cái bụi nó bám lâu ngày ở trên khi mà mình đi khoảng 5-7.000 cây á. Cái ô đô mà vệ sinh nồi thì mình luôn khuyên anh em ở cái ô đô 5-7.000 á, đi như vậy á, mình vệ sinh lại nó sạch sẽ, nó sẽ không làm cho hao mòn cái bộ nồi của mình. Nó tránh tình trạng mà mình đi để cho nó dơ quá, nó sẽ bào những cái phụ tùng linh kiện. Ở đây bên thợ mình á, sẽ dùng cái dầu xịt hơi thật là mạnh để xịt hết bay hết cái bụi đi. Nó không có bám lại, như vậy một lát nữa mình rửa nó sẽ sạch sẽ hơn. Từng chi tiết á, đều được xịt bụi hết, không có chừa lại cái món nào, từ bi tới dây hay là món nồi trước nồi sau, hoặc là cái bu ly chuông. Bây giờ cái bộ nồi này anh thợ anh kiểm tra anh báo lại với mình là không có hao mòn gì hết, chỉ là bụi bặm dơ thôi. Thì cái ô đô 5-7.000 này anh khách anh kỹ. Thì tiếp đến là ảnh bắt đầu ảnh rửa bằng xà bông, cọ quẹt chà móc rồi đó, cho nó sạch sẽ hết những cái bụi nó còn dính lại ở trong cái ngóc ngách. Xà bông của mình rửa như vậy nó sẽ sạch hơn, còn mình rửa nước không nó không sạch. Thì mình nói thêm ở đây, cái công dụng của vệ sinh nồi như vậy á, nó sẽ làm cho cái bộ nồi mình sạch sẽ, nó không bị hao mòn. Như vậy mình kịp thời thấy được những cái món phụ tùng nào nó hư á, mình thay thế liền để nó không ảnh hưởng tới những món phụ tùng khác. Chứ mình ảnh hưởng như vậy á, nó thay thế sau này mà mình không có thay thế kịp, nó sẽ làm tốn năng lượng của anh em rất là nhiều nha. Rồi tiếp đến á, mình sẽ dùng lại cái dầu nước sạch để sạch cho nó bay hết đi những cái xà bông hoặc nó cặn bã nó còn dính trên đó, để cho nó sạch sẽ bóng loáng, để mình còn tiếp tục mình sạch khô lại để mà ráp lên cho khách. Nó như vậy là mình đã kiểu gọi là dội tắm gội rửa cho nó sạch sẽ hết cái xà bông. Tiếp tục thì bây giờ mình đã sẽ ráp lại cái bộ nồi sau. Thì luôn luôn những cái bố ba càng này á, mình đã quay nhiều clip nói về cái vấn đề vệ sinh nồi. Cái càng này khi mà mình đi lâu ngày nó sẽ sét, hoặc là nó bám bụi, hoặc nó hen rỉ. Thì cái cách xử lý tốt nhất của mình là mình phải chà lại cho nó đều, nó nhẵn lại. Rồi xong rồi mình mới vô là cái mỡ bò chịu nhiệt. Như vậy sẽ giúp cho sau này anh em hoạt động đi lâu ngày á, nó không có bị cứng lại cái bố ba càng đó. Khi mà nó cứng là anh em mình lên ga nó sẽ không có bắt lên cái bố chuông liền. Như vậy không có xe mình không có mượt mà êm ái ha. Thì đây thao tác của anh thợ làm rất là đều tay và nhuần nhuyễn, nhìn là biết anh này ảnh lâu năm chuyên về bên nồi rồi. Nó cái mỡ bò mà ảnh chét vô phải là mỡ bò chịu nhiệt nha, chứ mình chét mấy cái mỡ bò thường á thì khi mà nhiệt độ nóng lên á, ma sát nhiều nó nóng lên nó sẽ làm cho tan chảy mỡ bò, nó văng ra, nó bám lên, nó phá cái bố chuông của mình nữa. Như vậy sẽ rất là tuột cái nồi của mình. Nó thấy nhẹ liền không? Ba cái đồ quỷ này vô mỡ bò là nhẹ nhàng, gắn phải đúng cái thật nha anh em, đúng vị trí đúng cái thật, rồi móc cái lò xo vô. Cái lò xo này cũng mình cũng nói nhiều là nếu mà nhão thì buộc phải thay đi cho nó êm ái, nó không có bị rần cái nồi khi mở ra đầu. Nói chứ anh em ở nhà mà không có đồ thì cũng không ráp được. Trời đất ơi, tôi nói rồi ông rửa sạch tôi biết rồi mà ông cứ đưa anh khoe hoài. Nhưng mà thật sự là đồ sạch thì anh em, đồ mới, xe ảnh đi mới 6.000 cây thì mình chỉ vệ sinh lại sạch sẽ như vậy á, thì công dụng của mình nói rất là nhiều rồi, nó sẽ không có bị phá đồ ha. Tiếp tục mình úp lên xe thôi, như vậy thì không còn gì để nói nữa. Xong rồi, giờ là xe mình chỉ còn cái bộ nồi sau ráp lên thôi. Bắn con ốc, thì ở con ốc này
Nếu mà ai mà không biết bắn á, ai không biết bắn ốc lộn, bắn ốc rồi đó, bắn cho đúng cái lực ốc thôi, chứ bắn mà quá là một lát nó chạy nó sẽ bị rần xe nhiều lắm anh em. Nè anh em để kỹ nè, con ốc ảnh vô là mình bắt cái là xong nè, một phút đi hóc xong cho như vậy là ok. Úp cái nồi vô, nổ máy thử im ru. Cái nồi mình mà vệ sinh sạch sẽ rất là im nha anh em, nó không có còn cái tình trạng mà xào xào hoa rồ rồ hoa ồ ồ nữa. Ok, đến đây là cái clip mình đã hết. Cảm ơn anh em xem clip. Anh em có cần vệ sinh nồi, bảo dưỡng nồi hay mua thêm sản phẩm dịch vụ bên mình thì cứ liên hệ đến các shop của Hai Bánh hoặc là hotline trên màn hình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.